Liệu một tờ giấy vệ sinh mỏng manh có thể bịt đầu chai nước mà khiến nước trong chai không thể bị chảy ra? Bây giờ mình sẽ thử nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước đầy tràn chai luôn. Rồi sau đó mình sẽ bịt cái giấy vệ sinh lại ở miệng chai nha. Rồi mình sẽ bịt hai lớp luôn cho chắc ăn. Rồi sau đó mình sẽ chốc ngược chai nước lại nha, các thứ nó có đổ ra không nha các bạn. Và nó không đổ ra nha. Đó, mọi người nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nha các bạn. Xin chào mọi người.